Thông tin việc cải cách tiền lương theo nghị quyết 27 NQTU dự kiến được thực hiện từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 là thông tin được lực lượng giáo viên phấn khởi đồng tình. Hàng triệu giáo viên cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng vẫn quyết tâm thực hiện cải cách tiền lương, cải thiện thu nhập của đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Đây là một cái tin rất là vui, cũng như là động lực để các thầy cô giáo tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp chồng người, và hy vọng rằng là sẽ sớm, cái tin vui đó sẽ sớm trở thành hiện thực. Giáo viên thì rất là mong chờ, và tất cả các giáo viên chúng tôi rất là mong được cái chế độ tiền lương mà để mừng lắm. Hy vọng là tại vì nhiều lần mừng rồi nhưng mà chưa thành hiện thực, và lần này hy vọng rằng cái mừng này của chúng tôi là sẽ được thành hiện thực. Giáo viên nói chung cũng rất mong muốn là có được cái chế độ đãi ngộ tốt hơn để chúng tôi có nhiều thời gian tập trung cho chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy. Theo tinh thần của nghị quyết 27, khi thực hiện cải cách tiền lương, thu nhập của hàng triệu giáo viên sẽ tăng so với hiện tại. Hy vọng với đợt cải cách tiền lương sắp tới, phần lớn giáo viên sẽ sống được bằng lương, tạo động lực để mọi giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với nghề, hạn chế tình trạng giáo viên nghỉ việc, chuyển việc.